lấy tiết vừa rồi sẽ làm gì với thịt của nó đây ta? Tất nhiên, đã có tiết canh tôm hùm thì phải có ngay một đĩa sashimi tôm hùm rồi. Tôm hùm cắt bỏ hai bên, chỉ lấy phần thịt trên người của tôm thôi nha. Anh đầu bếp sẽ giả vờ dùng dao để lấy thịt tôm ra một cách dễ dàng. Chứ thật ra anh ấy đã tách sẵn từ trước rồi. Dùng con dao thật bén, cắt thịt tôm thành từng miếng vừa ăn, không quá dày và quá mỏng, cho thịt tôm lên khay. Bên dưới là lớp đá để giữ được độ tươi của thịt tôm hùm nha. Tôm hùm sashimi chấm chung với một chén nước tương khô lên men và wasabi thì ngon quá xá rồi nha. Miếng thịt tôm ngọt ngọt, tươi, mát lạnh cả miệng, chấm chung với chén nước tương wasabi cay nồng, sướng tê cả miệng rồi.